mắt em buồn, trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Muốn sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi gặp lại mọi người trong cái video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ làm một cái chủ đề về micro. Thì như mọi người đã biết thì tuần vừa rồi thì Thiên Vũ đã rất là bận rộn với những đơn hàng đến từ 41 Pro. Thì 41 Pro về thật sự là một cái tin vui đối với toàn thể tín đồ âm thanh của Bo nói chung, và nói riêng là khách hàng đã đặt cọc những cái đơn hàng của 41 Pro tại Thiên Vũ. Thì 41 Pro về, anh em phải tranh thủ gói hàng, đóng hàng, chuyển hàng, giao cho khách. Thì Bo X1 xuất hiện cũng kéo theo đó là sự chọn lựa đến từ nhiều dòng micro. Khách hàng quan tâm rất là nhiều đến chiếc micro để mà hát chung với Bo X1 Pro. Thì đối với những khách hàng bên Thiên Vũ á, thì sẽ thường có hai sự lựa chọn. Một là khách hàng sẽ chọn một chiếc micro phù hợp hát cho gia đình, ai hát cũng được, mang tính di động, mọi người có thể đem đi bất kỳ đâu và hát với nhiều cái chất giọng. Thì đó là chiếc micro E1. Thì chiếc micro E1 này có một đặc tính là nó sẽ hỗ trợ echo cho mọi người hát tốt hơn, hát nhẹ hơn, khỏe hơn rất là nhiều. Còn đối với những khách hàng nào mà muốn cho mình hát một cái chất giọng chân thật, mộc mạc nhưng mà chất lượng âm thanh ra tốt hơn, thường là dành cho những cái người hát chuyên nghiệp hơn, thì người ta sẽ sử dụng những cái dòng mic hãng như là micro Shure hay là Sennheiser. Thì tuần rồi thì Sang cũng có một nhận được một cái thắc mắc của một anh, thì khách hàng cũ bên Thiên Vũ, thì anh đã có 41 Pro mua trước đó rồi và anh muốn sắm thêm một chiếc micro Shure để hát chung với 41 Pro. Thì anh có hai sự lựa chọn, anh đang phân vân lăn tăn giữa một con micro Shure SM58 chính là con này, và một con Beta58A đây chính là con này. Thì anh không biết là nên chọn cái dòng nào cho thích hợp. Anh thì theo cái thể loại là bolero là nhiều đó. Thì sẵn đây qua video clip này thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người về hai dòng micro này, cũng như là sẽ trả lời cho cái vấn đề của anh. Thì bây giờ thì mình cùng với tất cả mọi người sẽ đi vào phần chi tiết. Ok, thì đầu tiên thì mình đi vào phần phân tích hai chiếc micro Shure. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái thương hiệu này. Thì thương hiệu Shure ra đời vào năm 1925. Cho đến năm 1931 thì Shure mới bắt đầu ra được cái mẫu micro đầu tiên của nhà hãng, và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cái việc phát triển thương hiệu. Thì đến nay thì Shure là một trong những nhà hãng âm thanh hàng đầu thế giới nổi bật về chất lượng micro. Thì đây được xem như là một cái khuôn mẫu, một cái hình mẫu lý tưởng cho cái chất lượng. Và Shure thường được sử dụng đối với những anh chị như là có chất giọng tốt, những anh chị chuyên hát chuyên nghiệp, dành cho những ca sĩ hàng đầu. Thì bây giờ thì mình sẽ phân tích về thiết kế cũng như là chất âm, về cái thông số kỹ thuật của hai dòng micro này cho mọi người tìm hiểu. Ok, bây giờ thì mình sẽ đánh giá một xíu về chất âm của hai cái dòng micro này cho mọi người có thể nhận xét. Thì đầu tiên thì mình nói về cái chiếc micro Shure Beta58A. Thì Beta58A như mọi người đã biết thì cái dãy toàn hoạt động của nó là từ 50Hz cho đến là 16.000Hz. Và cái dãy dB đáp ứng của nó là trừ 51dB. Do đó thì cái micro này nó sẽ sáng tiếng hơn, và nghe hát khi chúng ta hát thì nó sẽ nhẹ hơn. Thì nó sẽ thích hợp đối với những cái dòng thể loại nhạc như là bolero, nhạc trữ tình, phù hợp với chất giọng của người dân Việt Nam của chúng ta. Còn đối với Shure SN58 thì cái dãy tần hoạt động của nó là từ 50Hz cho đến là 15.000Hz, và nó có cái dB là trừ 54dB. Do đó thì cái dòng micro này nó sẽ có cái tiếng nó sẽ trầm hơn, ấm hơn, tập trung vào cái phần dãy âm trung và âm trầm là nhiều. Thì mọi người đã biết rồi, thì đối với cái dòng micro Shure SN58 này thì thường sẽ phù hợp đối với những cái dòng nhạc như là nhạc trẻ, những cái dòng nhạc ballad, nhạc rock, nhạc band thì nó sẽ phù hợp đối với dòng micro này. Thì bây giờ thì để cho mọi người có thể nắm được về chất âm của dòng này thì mình sẽ hát thử luôn. Mình sẽ hát thử trên hai chiếc micro để cho mọi người có sự nhận xét nhất định. Thì khi mà mình hát á, thì mình sẽ thu trực tiếp tiếng từ không gian bên ngoài, nên là mọi người nếu mà có cái tai nghe thì mọi người nên đeo tai nghe vào để trải nghiệm rõ ràng nhất đối với chất âm của cái dòng micro này. SN58 cho mọi người, Beta58A cho mọi người.
nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã bụi, đường quanh co quyện góc thông già. Chiều đan tay nghiền nắng chan hòa, nắn hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Muốn sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lửa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc sao đường, tiếng kinh cầu đệm mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó trốn phong ba, em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gương ngước kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lãng tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường vừa đi đã mùi, giờ không em rồi đã u buồn. Giờ không em hoàn vắng phố vườn, tiễn chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Ok, thì vừa rồi thì mình đã được hát trên hai chiếc micro Soul S58 và Beta 58. Thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Thì nếu mà mọi người cảm thấy video này hay, hãy bấm like, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tiếp theo.